Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong ngày quý vị nhé. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuấn Hưng bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp anh Hồng Nguyễn Ngọc Mạnh, Hưng cho biết bản thân rất xúc động trước câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh. Nguyễn Ngọc Mạnh chính là cái tên đang gây bão cộng đồng mạng sau màn cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 của tòa chung cư một cách thần kỳ. Không chỉ cộng đồng mạng mà giờ đây những người nổi tiếng trong showbiz cũng không giấu được sự cảm thán dành cho hành động tuyệt vời của vị anh hùng này. Tuấn Hưng mới đây bày tỏ sự thán phục dành cho Nguyễn Ngọc Mạnh. Với tôi, đây là một điều thần kỳ lẫn may mắn vì nếu Mạnh thiếu sót đi một chút chính xác, kết quả có thể sẽ hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy như em bé được sinh ra lần thứ hai vậy. Tôi xem video thôi đã thoát cả tim Tôi không phải là kiểu người nhút nhát Nhưng chứng kiến cảnh em bé trèo ra lan can từng chút một Bám viện rồi rơi tự do Tôi thật sự không dám xem phần còn lại Đến khi có người hô quán đã đỡ được cháu bé Tôi mới mở mắt ra quả thật rất kỳ diệu bạn Mạnh có nói rằng bất cứ người cha nào khi nghĩ đến con mình đều có thể làm những điều nguy hiểm. Nhưng với tôi, hành động của Mạnh vừa nhanh, vừa thông minh lại bất chấp hậu quả gì có thể xảy ra đối với cậu ấy. Dường như trong khoảng khắc ấy, Cậu ấy muốn làm tất cả để lấy cứu bé Thật sự tuyệt vời Tuấn Hưng cho biết Ngoài ra Tuấn Hưng cũng mong muốn có dịp gặp gỡ Nguyễn Ngọc Mạnh một lần ngoài đời Có thể thấy được rằng Với tâm thế một người có con nhỏ Tuấn Hưng đã không giấu được sự nể phục của mình dành cho anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh